Nước chỉ khoảng 50 phân, 40 phân nhỉ. Đấy. Nước 40 phân này, chỗ này rất là nhiều cá chép và rô phi này. Chép nó chạy dầm dầm này mà mang tay lưới thả phát thì hết sạch. Ông anh đang đứng cào. Đấy, cá nhiều phết đấy. Dính rồi à? Sophie. Con này dê đỏ phết nhỉ. Nhưng mà rô ở đây nhìn màu nó đẹp nhanh tài nhỉ. Mẹ thôi này có con chép to thế. To hay bé? Ừ. Siêu phết đấy. Ui, còn to thế ngay đầu. Lùa lùa bên đấy lúc đấy chạy hết sang bên này, quăng bên này. Ui, chạy. Ui, mẹ. Của tôi thế. À, đây để lấy cái dây xiên cho nó giống ngày xưa. À. Em đi kiếm cái dây mơ. Túm được con chép, mấy con chép to lúc nãy thì ngon. Đây ông anh. Dê lúc được hai em rô phi. Bông à? Anh cứ ở đây đoạn đấy, em ở đoạn này em lùa thế là nó chạy ra đây. Đấy, em đuổi nó sẽ chạy ra đấy, nhiều con to phết anh ạ. Em lùa nó chạy chạy ra đấy cho nó đông. Úi rồi đây, đây nó chạy. Ui bên này cũng nhiều này, cá chạy này. Úi được anh em.
to thế, cụ nó nằm ngay đây. Em ném đá phát cho nó chạy ra đấy, chạy mầm. Mày bung à? À, nước nông quá. Thôi nha. Cái chỗ này nước sâu sâu này. Mà nó có mỗi một cái dẻo lòng ở giữa đây, khả năng dê dễ hơn đấy. Tổ cha nó con chép to thật, nó chạy phải đến cân. Chạy ra. Mẹ cha to thế. Ở đây trong cái hố này thế nào cũng có cá. Huynh anh giật giật ở trong cái hố này thế nào cũng có cá. Em vừa ném hai hố liền, hố nào cũng có cá chạy ra anh ạ. Đây này. Đúng, giật giật giật, giật như này này. Anh cứ nhưng trong hố này thế nào cũng có cá du phi đấy. Hai hố em ném ở kia mà hố nào cũng có cá. Giật 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 nhưng như kiểu đều có. Thế bây giờ ném cái nó lại chạy ra xem. Thế sao? Đều có hố này đều có, đều hố kia. Mấy hố em ném đều có. Hố to cơ, hố đấy bé quá. Chỗ con này phải hơn yến cái anh Tài nhỉ. Hay họ mang cái lưới đó, kích điện ra đây dí cho mắt để chết sạch. Rất nguy hiểm. Chạy như điên. Có thế ngay trước mặt đi thoại. Dính chết mẹ mày. Thôi mắc. Mắc. Tưởng dính cá to. Kéo kéo là nó lên, chắc là nó mắc que que gì đấy mà. Anh kéo thẳng ấy. Úi giời. Đéo mẹ của đấy nó mà đập vào mặt em thì nó làm cho 6 cái lỗ mặt. Đang đen thì chứ hôm qua mất ví hôm nay lại làm 6 cái lỗ của mặt đấy thì. Quay cầm gậy đi làm gì? Hả?
chạy. Đây đất nó không lún đâu mà. Xuống đây. Đấy tí ra cào hố này kiểu đéo gì cũng được. Ba anh em đi cào cá buổi trưa. Nghĩa nghĩa. Nghĩa là livestream đi. Rác cái này lấy mẹ cái thứ càng hỏi ngon. Cái này mà hai anh em đi vòng quanh bờ thích nhỏ lỗi đấy nghĩa. Vâng. Ngày xưa cỏ này nó mọc lên này trâu nó thích ăn lắm nhá. Cỏ này nó thơm mà. Mỗi con Sophie. Tôi bằng bằng ngón tay. Quấn luôn thì nếu quấn thì còn nhả ra. Gây mẹ nó hiểu. Thank you.